Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hòa Bình vừa có công bố về bước đầu về vụ xả trộn dầu thải ở đầu nguồn nước sông Đà. Theo công bố này, sau khi thu được thông tin, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường, cùng Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban Nhân dân làng Phúc Tiến, Công an tỉnh Hòa Bình đã kiểm tra hiện trường. Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định, vào sáng 9 tháng 10, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đơn vị vận hành nhà máy nước sạch sông Đà đã kiểm tra, phát hiện có dấu dầu tại suối Bằng. Sau đó, đơn vị này kiểm tra ngược theo dòng suối và phát hiện trên đường liên làng của làng Hợp Thịnh và làng Phúc Tiến có đổ dầu thải. Dầu thải này chảy tràn xuống suối Trầm. Từ đỉnh dốc điểm có dầu, đến điểm chảy xuống suối khoảng 150 mét. Do trời mưa nên có hiện tượng dầu chảy lan xuống suối Trầm và khu vực xung quanh. Công ty nước sạch sông Đà đã công bố tới công an làng Phúc Tiến, công an huyện Kỳ Sơn ngay trong chiều 9 tháng 10. Sau đó, công ty nước sạch sông Đà rải cát trên toàn bộ bề mặt đường có dính dầu, khoanh vùng dầu chảy tràn trên bề mặt suối và thu gom khoảng 100 lít dầu, nước dính dầu, 7 bao tải có dính dầu khoảng 60 kg được lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hiểm của nhà máy. Khoảng 3-4 mét khối cát dính dầu được chôn lấp tạm thời trong khuôn viên nhà máy, thành và đáy hố được lót bạt dứa trên mặt phủ đất. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hòa Bình cho biết, việc chôn lấp tạm thời cát lẫn dầu thải của nhà máy nước sông Đà không đúng pháp luật. Do đó, đã yêu cầu công ty khẩn trương thu gom, xử lý cát nhiễm dầu đã chôn lấp trong khuôn viên nhà máy. Cơ quan chức năng cũng đề nghị tiếp tục giám sát chặt chẽ chất lượng nước thâu đầu vào và nước đầu ra để có biện pháp xử lý phù hợp. Đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn theo pháp luật, không để hiện tượng nước thải đen sau xử lý chảy ra suối Bằng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có công văn yêu cầu công ty đầu tư nước sạch sông Đà chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị có liên quan chủ động có biện pháp thực hiện khoanh vùng bảo vệ nguồn nước sạch để cung cấp cho nhà máy nước sông Đà và cung cấp cho người dân thành phố Hà Nội theo đúng pháp luật của pháp luật. Bên cạnh đó, giao công an tỉnh tập trung điều tra làm rõ ràng hành vi đổ trộn dầu thải tại làng Phú Minh Kỳ Sơn và hành vi thiếu bổn phận của cán bộ, lãnh đạo công ty đầu tư nước sạch sông Đà đã không ngăn chặn kịp thời dẫn đến sự cố ô nhiễm cho hệ thống nước cung cấp cho người dân tại khu vực thành phố Hà Nội, xử lý nghiêm theo pháp luật của pháp luật. Lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình thông tin, vào lúc 15 giờ 30 ngày 17 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vấn đề này.